Galaxy Z Fold 5 và top 5 lý do nên lên đời ngay. Thứ nhất, công nghệ gập hoàn toàn mới, hoàn thiện không kẽ hở. Thứ hai, màn hình không nếp gấp với trọng lượng lại nhẹ hơn cả Z Fold 4. Thứ ba, Z Fold 5 được trang bị con chip ROM Snapdragon 8/2 mạnh nhất, nhanh nhất năm 2023. Thứ tư, các phiên bản màu bao gồm đen, kem, IC Blue cực kỳ bắt mắt và nổi bật. Và cuối cùng, nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn khi pre-order Samsung Galaxy Z Fold 5 tại Cellphone S. Miễn phí nâng cấp bộ nhớ lên đến 512GB. Đặt hàng ngay tại Cellphone S.